Chào các bạn, ở đây mình đang có một cái đế dựng con Mac Mini của mình lên. Nhưng mà cái đặc biệt là cái đế này nó còn kim luôn cả một cái húp mở rộng và kim luôn cả một cái ổ cứng rời. Đó, thì nó có rất là nhiều thứ nó tích hợp vào trong một cái thiết bị như thế này. Và nhìn cũng đẹp đúng không? Và nó còn hay nữa. Thì trong video này mình muốn chia sẻ với các bạn về cái húp cũng như là cái chân đế tên là Mini Subaru này. Đây là một cái sản phẩm mình được cái hãng này họ gửi từ nước ngoài về, họ tặng và mình trải nghiệm thử. Trong đây mình cũng có một số cái test để cho các bạn coi về cái tốc độ đọc ghi như thế nào luôn ha. Bây giờ bắt đầu nè. Trước tiên á thì cái con Mac Mini mà mình đang sử dụng ở đây á, là con Mac Mini M2 Pro của mình, và nó kết nối với lại cái chân đế này thông qua một cái cổng USB. Tại vì cái chân đế này á, là nó có sẵn một cái sợi dây cáp USB luôn, cho nên là các bạn có thể ghim nó vào, giống với là cái việc sử dụng những cái húp USB-C bình thường á. Chỉ khác một cái là cái húp này á các bạn, cái hình dáng của nó là nó được thiết kế đặc biệt để nó có thể đỡ con Mac Mini lên và dựng máy lên như thế này. Nếu như các bạn để con Mac Mini trên bàn làm việc thì các bạn có thể dựng lên để mà nó tiết kiệm diện tích hơn, cũng là một ý rất là hay đúng không? Rồi trước đây các bạn từng thấy một số người người ta cũng dựng MacBook lên như thế này, còn với cái đế này thì các bạn dựng được cả Mac Mini. Và một trong những cái điểm mình rất thích ở cái thiết kế của cái chân đế đó, đó là nó làm hoàn toàn từ nhôm, và cái màu nhôm này tiệp với màu Mac Mini luôn, cho nên là nó rất là đẹp, nó cực kỳ chắc chắn, build quality rất ổn nha. Ngoài ra thì cái chân đế này nó cũng không dễ để rớt đâu, tại vì con Mac Mini á, nó được hít vào bên trong cái đế này bằng nam châm nha các bạn. Tức là ở bên trong chân đế nó có một cái đoạn nam châm để mà nó hít con máy vào, cho nên là các bạn không có lo nó rớt ra ngoài đâu. Và bên trong á, nó cũng được lót một cái lớp foam mềm để nó không có làm chày con Mac Mini của các bạn. Về cơ bản là những cái cách mà họ thiết kế ra cái chân đế như thế này mình đánh giá rất cao. Và tất nhiên ngoài những cái thứ đó ra thì các bạn thấy là bên hông nó còn mở rộng thêm một số cổng nữa. Những cái thứ này chính là những thứ mà con Mac Mini bị thiếu. Mac Mini thiếu cái gì? Thiếu một cái khe đọc thẻ SD thì trên cái húp này nó cũng có. Mac Mini không có khe đọc thẻ micro SD, trên cái húp này nó cũng có. Ngoài ra nó còn mở rộng thêm hai cổng USB-C cho các bạn nữa. Và đây là hai cổng USB-C bình thường thôi ha, không có kết nối Thunderbolt. Với mỗi cái cổng như thế này thì tốc độ tối đa nó có thể truyền được là 10 gigabit trên giây. Nó có ghi trực tiếp ở trên đây luôn. Nếu như mà các bạn muốn tận dụng cổng Thunderbolt thì các bạn vẫn phải dùng cổng Thunderbolt mặc định của Mac Mini, tức là nằm phía sau máy. Đối với lại Mac Mini bình thường thì các bạn có hai cổng, Mac Mini M2 Pro thì các bạn có 4 cổng Thunderbolt. Trong quá trình mình test thì mình cũng xuất hình ảnh từ con Mac Mini ra cái màn hình rời của mình là cũng bằng cái cổng Thunderbolt thôi. Rồi ngoài cái việc làm chân đế nè và mở rộng cổng ra nè, thì cái Mini Subaru này nó còn đặc biệt ở chỗ là nó có một cái vị trí, một cái khe để các bạn có thể gắn được cái ổ SSD NVMe M2 vào. Ồ, đây là một cái điểm rất đặc biệt mà không nhiều cái húp trên thị trường có thể làm được. Có đó, nhưng tuy nhiên thì ít thôi. Và với mình á, cái việc mà các bạn có thể gắn được thêm một cái ổ SSD vào và lúc đó Mac nó đối xử như là một cái ổ cứng rời là một chuyện cực kỳ thông minh. Tại vì khi mà các bạn đi mua Mac Mini á, thì có khả năng là các bạn sẽ mua một cái bản mà dung lượng SSD nó không có cao. Và như vậy thì nếu mà các bạn, ví dụ các bạn muốn nâng lên 1TB đi, thì các bạn sẽ phải bỏ ra rất nhiều tiền. Trong khi đó nếu như mà các bạn chỉ đơn giản là lưu trữ những cái dữ liệu bình thường của các bạn, thì cái việc mà cái húp này á, nó có một cái khe để gắn thêm ổ SSD rời là một cái tính năng rất là hay. Tại vì lúc đó các bạn sẽ không cần phải gắn lụm thụm thêm một cái ổ rời bên ngoài nữa, như là cách mà chúng ta hay làm truyền thống. Trong khi á, các bạn vẫn có thể mở rộng được dung lượng cho con Mac Mini của mình mà không phải chi quá nhiều tiền cho cái ổ SSD của Apple. Đồng ý là cái ổ SSD gắn trong lúc nào tốc độ của nó cũng sẽ nhanh hơn. Tuy nhiên á, có những thứ các bạn không cần nhanh đến thế. Ví dụ ha, các bạn chỉ đơn giản là lưu trữ những cái file bình thường của các bạn nè. Hoặc thậm chí nếu như mà các bạn muốn lưu những cái video, những cái file library của cái trình edit video mà các bạn đang xài, ví dụ như mình là Final Cut Pro, thì các bạn vẫn có thể để nó ở trên cái ổ SSD rời được, không nhất thiết là phải để ở trong cái ổ SSD của máy đâu. Đây là một cái cách rất là hay để các bạn mở rộng được dung lượng cho con Mac Mini của mình mà không phải chi quá nhiều tiền, trong khi vẫn đảm bảo là cái setup bàn làm việc của các bạn nó gọn gàng. Mình cũng có test thử về tốc độ của cái ổ SSD này á, thì như các bạn có thể thấy được trên màn hình, mình dùng cái phần mềm Blackmagic Dispatch Test, thì cái tốc độ này là tương đương như là khi mình gắn cái ổ SSD này vào trong một cái box rời và mình ghim nó vào trong Mac Mini, thì cái tốc độ đọc nó vào khoảng 600 mấy, 700, tốc độ ghi cũng tương tự như vậy. Mình đang xài một cái ổ là Western Digital W550 nha các bạn. Thì với cái tốc độ này á, mình thấy là khá là ổn. Hiện tại thì mình không có nhiều than phiền về cái tốc độ này. Rồi, ngoài ra còn một thứ nữa mình muốn test cho các bạn coi á, đó là cái tốc độ đọc ghi của cái thẻ nhớ như thế nào. Tại vì mình biết là rất nhiều bạn á, nhất là các bạn hay làm phim, các bạn quay video giống như mình nè, thì các bạn quay bằng máy ảnh, rồi các bạn cần phải import video từ cái thẻ nhớ vào trong cái phần mềm edit video của các bạn. Thì con Mac Mini khi mà sử dụng trên cái dock này có cái khe SD á, là tiện lợi lắm luôn á. Mình cũng test thử và mình thấy là cái tốc độ đọc ghi của nó đó chậm hơn so với lại cái tốc độ đọc ghi mà mình có thể nhận được khi mà mình kết nối cái húp của CanDigit vào trong cùng con Mac Mini này.
Thì cái hub CanDigit của mình á, nó có cái điểm khác biệt, đó là thứ nhất, nó có cái nguồn điện riêng. Thứ hai là nó kết nối qua cổng Thunderbolt. Và thứ ba là nó đắt tiền hơn rất nhiều so với lại cái dock ở trên con Mac Mini này. Thì các bạn có thể thấy là khi mà mình cắm cái thẻ SD vào bên trong cái dock Mini Subaru này á, thì tốc độ đọc ghi như các bạn có thể thấy được trên màn hình. Nhưng mà nếu mình cắm cái thẻ SD vào trong cái hub CanDigit á, thì các bạn thấy là cái sự khác biệt về tốc độ nó bắt đầu xuất hiện. Và đặc biệt về tốc độ đọc là nó nhanh hơn đáng kể. Nó có thể nhanh hơn cả vài chục mê trên giây. Và cái tốc độ đọc nhanh hơn này á, rất là quan trọng nha. Tại vì khi mà các bạn import video từ trong thẻ nhớ vào á, thì cái đoạn nó thường là sẽ tốn thời gian. Và tốc độ đọc càng nhanh thì sẽ càng tốt. Như vậy mình có thể đánh giá được á, là về tốc độ đọc thẻ SD thì cái hub này chỉ ở mức vừa đủ thôi. Nó chưa khai thác được hết toàn bộ những gì mà cái thẻ SD này nó có thể làm được như là cái hub CanDigit mà mình đang sử dụng. Tất nhiên nếu như mà các bạn mua những cái hub USB-C rẻ rẻ mà có cổng SD á, thì tốc độ của nó cũng chỉ được tầm tầm như là con Mini Subaru này thôi, nó không lên được cao hơn đâu. Trừ khi các bạn mua những cái đầu đọc thẻ SD riêng biệt á, thì lúc đó các bạn mới có thể lên được cái tốc độ như là con CanDigit. Cho nên đối với mình thì với cái tốc độ này thật ra là vẫn chấp nhận được ha, chứ nó cũng không quá căng thẳng. Rồi, vậy thì tóm lại ha, cái chân đế Mini Subaru này á, thì lợi điểm của nó là gì? Mở rộng được cổng cho các bạn nè, có thêm cổng SD để mà các bạn import video từ thẻ nhớ nè, quan trọng là có tích hợp luôn cả một cái khe để các bạn mở rộng thêm một cái ổ SSD vào, với cái chi phí nó rẻ hơn so với việc mà các bạn đi nâng cấp SSD trực tiếp bên trong con Mac Mini. Còn nhược điểm của cái chân đế Mini Subaru này á, đó là cái tốc độ đọc thẻ SD á, nó không lên được nhanh như là cái hub CanDigit của mình. Và ngoài ra có cái này nhỏ thôi, không ảnh hưởng nhiều lắm, nhưng mà cũng cần phải nói là mình thấy cái sợi dây này nó hơi dài. Cho nên là lúc mà set up phòng làm việc thì nó sẽ hơi rối một chút, cho nên các bạn cần phải kiếm cách để các bạn giấu cái dây này đi. Phải mà họ có một cái dây nó ngắn hơn một xíu á, thì lúc đó mình nghĩ là con Mac Mini nó sẽ đẹp hơn ha. Chứ cái này thì các bạn thấy nè, nhìn bên hông qua thì nó hơi bị dài một chút. Còn lại thì ổn. Về chất lượng hoàn thiện nè, hay là về tính năng, hay là về cái vụ hit 500 thì mình đánh giá cao. Rất là chắc chắn, ổn. Đó là những cái mình muốn chia sẻ với các bạn trong cái video này. Video này ngắn thôi. Hy vọng là các bạn xem, và nếu như các bạn có thích mua thì mình có để cái link ở bên dưới phần description. Rồi, vậy ha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video sau. Bye bye.